đã là địa chỉ sinh hoạt, vui hè quen thuộc của nhiều bạn nhỏ yêu nghệ thuật ở xã Yên Lãng, huyện Đại Từ. Nhưng năm nay, các bạn học viên của câu lạc bộ năng khiếu Blue Moon lại háo hức, hoạt động sôi nổi hơn bởi có một hoạt động quy mô đang được các cô phụ trách câu lạc bộ cùng phu chuẩn bị tổ chức cho các bạn ấy nhân kỷ niệm 5 năm thành lập câu lạc bộ. Chương trình này là chương trình đầu tiên được tổ chức và đã tạo ra sân chơi rất lớn cho các con được giao lưu giữa các câu lạc bộ trên địa bàn xã và giữa các câu lạc bộ trên toàn huyện. Và các hoạt động thì sẽ giúp các con rèn luyện sức khỏe, thêm yêu nghệ thuật, rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Và câu lạc bộ sẽ tiếp tục đồng hành với các con trong thời gian tới. Sinh hoạt ở câu lạc bộ, các bạn nhỏ được truyền ngọn lửa đam mê nghệ thuật, được học tập, rèn giũa những kỹ năng để mỗi bạn nhỏ luôn tự tin biểu diễn trên sân khấu trước mọi người, tự tin thể hiện tài năng, năng khiếu của mình. Con tham gia câu lạc bộ Blue Moon vào tháng trước ạ. Mùa hè con được đi học múa hồng nhảy, con cảm thấy rất vui, được chia sẻ rất nhiều đam mê với các bạn ạ. Và con sẽ cố gắng để múa thật đẹp ạ. Những ngày hè là những ngày câu lạc bộ đông vui rộn ràng nhất. Vì bên cạnh những bạn tham gia câu lạc bộ từ những ngày đầu, thì luôn có những thành viên mới, tích cực, nhiệt huyết. Con tham gia câu lạc bộ Blue Moon được gặp các bạn, được chơi cùng các bạn. Con cảm thấy sức khỏe của con tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Con dành nhiều thời gian chơi với các bạn hơn và ít chơi điện thoại, TV. Hoạt động ngày hôm nay không chỉ là hoạt động dành riêng cho các bạn nhỏ câu lạc bộ Blue Moon, mà hầu khắp các bạn nhỏ yêu nghệ thuật trên địa bàn huyện Đại Từ đều về đây chung vui, chia sẻ, thể hiện tài năng nghệ thuật, tạo thành một sân khấu, một ngày hội và là một hoạt động vui hè ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ. Đây là một trong những mô hình với chúng tôi là cũng được triển khai rất là nhiều năm. Đặc biệt thì cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thì rất là quan tâm. Hàng năm thì chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè. Thế và những hoạt động như này là chúng tôi đưa vào nội dung chính trong cái chương trình hoạt động của ban chỉ đạo hoạt động hè của xã. Và có thể nói rằng với những hoạt động như này thì các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn của huyện Đại Từ và đặc biệt thì là với địa bàn xã Yên Lãng, các em rất hứng thú, phấn khởi và các em rất là hào hứng khi tham gia các cái hoạt động trải nghiệm cũng như là các cái hoạt động mang tính chất ý nghĩa như thế này. Và chúng tôi thì mong muốn là nhiều câu lạc bộ hơn nữa sẽ hình thành, phát triển và có những nhiều hoạt động hơn cho để đa dạng hóa các cái mô hình cho các em, không chỉ hát múa rồi nhảy dân vũ mà có thể là bơi lội hay các cái hoạt động khác nữa, các trò chơi khác nữa. Năm năm đồng hành cùng các bạn nhỏ yêu nghệ thuật ở Yên Lãng, câu lạc bộ nghệ thuật Blue Moon đã góp phần đem lại những sân chơi, đặc biệt là những hoạt động hè bổ ích cho các bạn nhỏ nơi đây, trở thành địa chỉ gửi gắm con em tin cậy của nhiều bậc phụ huynh. Trong 5 năm đấy là cứ hè năm nào là mình cũng tham gia các chương trình của bạn ấy, tham gia các chương trình lưu diễn. Và mình thấy là hè các con ở nhà thường là rất hay xem phim và điện tử và điện thoại. Nhưng mà từ ngày có câu lạc bộ của cô là tham gia mình, các con là năng động hơn, tự tin hơn và đi lưu diễn một số nơi như là ở Đại Từ hay là cũng có một số những chương trình là đi giao lưu ở dưới Hà Nội, làm các con sẽ là tự tin và ra ngoài cảm thấy mạnh dạn hơn. Những tiết mục múa, nhảy hiện đại mà bao ngày qua cô trò câu lạc bộ Blue Moon dày công tập luyện chuẩn bị đã được tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay trước rất đông khán giả. Và cả tiết mục của những câu lạc bộ bạn nữa. Một hoạt động nghệ thuật kết nối ý nghĩa cùng các bạn nhỏ nơi đây vui hè, bổ ích.